anh trai. Con em sốt cao quá, giúp em vậy. Chị gái con sốt cao giúp em cái vé đi chị. Em có mỗi đứa con là sốt cao quá, em giúp em với. Thôi đi đi, tôi giờ tôi biết ai thật ai giả đâu, lẫn lộn lừa xấu tốt ai biết đâu. Đi đi đi, đi giùm cái đi. Đợt này bên đội đăng kiểm có xuống kiểm tra chưa? Cũng tới kỳ rồi còn gì. Dạ, hôm nay cũng có mấy người xuống rồi đó anh. Dạ. Vậy để tôi xuống cho coi sao. Nín đi, ngoan nào. Nín, 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 nín. Trời ơi, chỗ nó nín đây, ồn quá. Anh ơi, con bé bị sao vậy? À, con bé tôi nó sốt cao quá nên không biết à. Có cần ghé chậm sáu tôi cho bác tài ghé vô cho. À thôi không cần đâu. Con bé nhà tôi nó khám bệnh viện thành phố quen rồi. Để lát nữa lên tới nơi để tôi đưa đi khám. Nín coi, nín 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 con. Anh ơi còn xa lắm mới tới, bây giờ con bé quan trọng hơn. Thôi phiền mọi người lắm. Đằng nào cũng sắp tới rồi. Cứ đi đi anh, cảm ơn anh nha. Vậy em ráng coi con bé em tôi nha. Dạ dạ. Sao mà nó khóc dữ vậy, sùm quá đi. Dọa cho nó nín đi. Tại con bé nó đói quá mọi người ơi, thông cảm tôi nha. Nín đi, sùm quá. Dạ dạ. Tài xế mà áp lực quá. Uống đi. Biết vậy để cho mày uống sớm hơn. Rồi, tới trạm dừng chân rồi, mọi người xuống nghỉ ngơi xíu đi tiếp nha. Nghỉ 30 phút thôi nha. Alo. Mới tới trạm dừng chân. Khoảng nửa tiếng nữa chim sẻ sẽ về tổ nha. Hôm nay thu hoạch được có một con thôi mà nó hót rang cả cổ. Chán. Có gì lát gọi lại nha. Nín đi con. Nín đi con. Trời ơi, cái kiểu này rồi chừng nào mới về tới nhà. Nhà sau này không biết làm ăn cái kiểu gì nữa. Sao tôi biết được chị ơi, máy móc mà nó hư lúc nào sao tôi biết. Chị đợi chút xíu đi, có gì đâu, hấu dữ á. Có chuyện gì vậy mọi người? Xe hư, nhìn không thấy hả? Dặn nãy giờ không lên. Tài xế, tại sao nói tôi xe này được kiểm định rồi? Bây giờ gọi điện cho bến gần nhất để chuyển khách. Nhanh đi. Dạ dạ. Xin lỗi mọi người, cái này sự cố ngoài ý muốn, mong mọi người thông cảm. Trời, ngồi đây lâu kiểu gì có chuyện. Đánh con, đánh con. Anh trai, với cái lực đánh đó thì chết đứa nhỏ đó. Nó là con tao, tao có quyền. Vậy thì mày cũng có quyền bán nó đúng không? Nói gì vậy? Mày là ai? Mày không cần biết tao là ai. Nhưng mà tao biết mày từ lúc lên xe mày làm trò gì rồi. Mày không thoát tao được con trai. Mày nghe mày nhiều chuyện. Đứng lại. Đứng lại. Mày muốn gì? Nào, mày bước tới. Tao ném nó xuống. Nó chết là do mày nha. Mày biết điều tôi lùi lại. Tại sao đừng tiến tới hả? Có sao không con? Má mày, mày chết rồi con. Mày lần này mày dám đụng tới tao tới số rồi. Anh ơi, em lỡ dạy mà. Một là uống, hai là về phường, mày chọn cái nào? Khỏi chọn, cả hai. Vừa uống vừa về phường.
Sao con hai mắt gì nè? Biết sao không? Thuốc mê của mày á. Hoa lá tùm lum hết. Alo, cảnh sát khu vực phải không ạ? Tôi bắt được một đối tượng bắt cóc con nít. Các anh tới bắt hắn về nha. Cảm ơn ạ.